Nào. Thứ ba không à, ta bốc kẹo ăn rồi. Biết thế nhờ. Đây. Từ từ nhé. Ba một miếng nhá. Ba ăn một miếng này nhá. Có à. Làm thế nhờ. Ba xin một miếng nhá. Còn nhớ ba không? Ừ. Trời ơi. Chết quá. Chết. Nói câu xin rồi. Ba. Ba. Má hỏi chứ không trả lời rồi à. Đó. Ôi dồi ôi. Lấy phòng chứ. Ôi dồi ôi, bắt kìa. Thôi con ở đấy nha. Mẹ đi đâu nước. Quên. Ây da. Nào. Ăn bẩn ghê. Ăn một cái nhá. Ô, dễ thương quá. Ơ thì, ơ kìa. Thưa. Thưa hả? Con như thế. Mấy con ở đây em đi hái một ít rau về nhá. Mấy ba nha, mẹ đi hái rau. Anh đi có xa không?
không thôi đấy dặn. Anh đi vào trong rồi con đi tỉnh em dặn anh đang nói chậm. Anh giật được rồi, giờ cũng đang giật. Anh giật được. Sao thì anh lại con em cũng giật. Anh giật cái ký quần áo sao đấy. Em vào nhà là. Sao đây nhỉ? Em cứ vào nhà lại thêm đi. Anh giật đi. Trông tham nữa. Đây nào. Đây nào. Rồi. Đấy ha. Đi xuống đi mình nước. Ờ. Mình chạy đi. Đấy lại về. Đi sao đây? Nè, cầm cầm nha. Đấy để em làm đi. Thôi để anh làm. Anh làm nốt cũng được. Nhưng mà chân anh còn đau lắm. Không sao đâu em. Anh cứ làm bữa sáng đi. Thế anh làm nhé. Xong chưa ba ơi?
Ơi, ba làm sắp xong rồi, còn nốt cái cuối. Vâng, anh làm nhanh nhanh và ăn cơm nhé. Rồi. Sao vào cho khỏe nhá. Ngon quá. Thì Han nào, ba cho thì Han ăn rau nữa này. Đây ba cho rau con ăn này. Năng, tay. Nó lắc đâu. Không ăn à? Rồi. Đấy lắm rồi, anh thì ăn mì tôm, dầm tôm, ăn ngon thật. Đây, em ăn tiếp đi. Ngon quá. Ngon quá. Ngon quá. Ngon sổ rồi. Ăn no nhá, ăn nhá. Ba bế này. Ôi trời ơi. Này. Này. Em ở nhà với con em đi vặt cam nhá. Em đi vặt cam ở đâu? Đằng sau nhà anh ạ. Mấy cây cam đằng sau là của mình hết đấy. Để cho anh đi phụ nữa thôi. Anh cứ ở nhà với con đi. Bao giờ anh thể em đi sau. Han ở với ba nhá. Em đi cẩn thận nhé, đi sớm, về sớm. Ừ, hai đứa con mình nhá. Bye. Bye mẹ này, bye. Bye, mẹ đi nha. Bye. Bye bye nào.
Thơm quá. Ui, dạo này chín quá rồi. Để ba đội nha. Ờ à, đúng rồi, con tự đội đi. Ui. Anh ơi.
mất rồi. Cho cả ba. Mẹ đây. Hàn để ba cũng ăn không? Mẹ Hàn để ba cũng ăn không? Ngon lắm. Ngon. Ôi mà sao em lấy nhiều thế? Em là ít thôi. Lấy nhiều như này chả vất vả lắm rồi. Cũng nhẹ thôi anh ạ. Hồi trước em cũng lấy như này quen rồi. Thôi lần sau thì lấy vừa đủ thôi. Thế này mệt lắm em. À, anh chưa ăn luôn bao giờ luôn nhở? À, chưa được ăn. Thế anh với con ngồi xuống đây em bổ cho anh một con. Con ngồi đây với ba nhá. Hân ngoan lên với ba để hẹn kết quả cho ba con ăn nữa. À. Còn nữa đâu mà ăn hả? Được. Còn đỡ đâu mà ăn hả? Cần đói rồi hả?
sao lại gật? Gật mình. Chị San cảm ơn mắt. Nào nhá. Chị San. Một quả cho ba với hạ năm đây. Lấy quà về đâu đây. Cẩn thận nhá. Cho ba. Ba xin. Ở Han ở anh có miệng không anh? Còn nguồn lắm. Thằng làm thế này à? Rất là nguồn. Chân anh còn đau không? Chân anh thôi. Mình này cũng đỡ nhiều. Sáng nay rửa một lần chắc cũng đỡ rồi, dễ tí. Em đi bán cam thì em lại đi hái để rửa tiếp nha anh. Cho nó khỏi nhanh. Mai của em là chân của em đỡ nhiều. Em vất vả nhiều rồi. Sao? Anh mới về mà chưa làm việc gì cho mẹ con. Thôi anh cứ ở nhà trông con, em đi làm nên nữa khỏe anh đi làm tiếp vào đường. Sau đây chị anh hỏi anh hứa sẽ cho hai mẹ con em sống thật là tốt. Thế thì anh phải ăn nhiều vào cho nó mau khỏi. Em thấy anh ăn ít lắm ấy. Được rồi, anh sẽ cố gắng. Thanh nhờ. Con chó này là em nuôi đúng không? Em nuôi. Nó có tên không? Tên là Ben anh ạ. Ben á? Ô, anh mới về mà nó đã quen anh rồi mà. Thế nó biết là ông chủ của nó. Ông chủ à? Ben này. Ben. Nó không cắn người đâu chứ. Cắn đâu. Đấy. Nó ngoan thế. Ngoan. Hơn nữa, mẹ nữa. Đây là một cơ hoan. Điều hoan nữa. Cam đi ngọt lắm. Ngọt. Cam ngon thế. Ngọt. Này con này ăn đi. Ăn đi, cam ba ăn rồi nè. Ăn đi con, ngọt này. Lắm, ngon lắm. Mẹ cũng ăn đi. Bạn nhân cái này ngọt lắm. Ok. Ngon quá ăn. Ngọt quá. Em phải tranh thủ đi bán cho đông khách anh ạ. Em đi cà cho em. Em đi cũng mấy cây số đây. Em thằng bố con ở nhà nhá. Em đi bán tranh thủ buổi sáng cho đông khách anh. Bữa anh quên rồi. Anh ở nhà tí con nói anh lấy cháo trong rồi cho con ăn nhá. Em đi cẩn thận nhá, từ từ nhá. Em đi đây, bye bye. Bye bye mẹ nè. Bye bye mẹ nè. Em ban. Bye mẹ nè. Anh đi đây. Em đi cẩn thận nhá. Em đi cẩn thận nhá. Bye bye mẹ nè. Bye bye nè. Bye con nhá. Bye bye. Nhìn mẹ nè. Bye bye. Nhà ngoan nhá. Bye mẹ nè. Mẹ ăn đi từ từ nhá. Đi cẩn thận nhá. Bye bye nè.
Ay, no puedo, 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 no puedo,
của ai rồi.
tên của em là tên gì? Ly Tieu Ca. Để nhá. Ok, chào nhá. Đây ba đi nấu cơm nhá. Ô, ai đây ngồi ngoan thế nhỉ? Ôi, ai ngồi ngoan thế? À. Ê,
thấy hai con của ba. Sao mẹ đi lâu thế nhờ? Nhớ mẹ chưa? Thôi mình nấu cơm trước đợi mẹ nhờ.
Hẹn được lâu quá, khăn nhờ. Em đi bán cam có được không? Em bán được bao nhiêu đấy? Em bán được 360. Em thấy được. Em đi đun luôn cho anh nhé. Cảm ơn em ba nhé. Bố yên, bố mẹ đi làm việc đã hả? À, em mua một cái áo cho anh với Han nữa này. Ôi, anh cần gì em cứ mua cho em và con ở đây đúng không? Đâu, em không có, nên là em mua vừa anh luôn. À, em biết mua vừa anh luôn này. Anh ở bên kia. Đây của con đây. Ngoan nha, nào, cái gì đây? Hả? À, bóc ra nào, bóc ra cho ba xem với nào. Nào, bóc ra. Con đi chơi nha. Anh nấu cơm rồi á? Anh nấu rồi. Anh không đợi em về mới nấu. Anh cũng đang làm việc, anh cũng không có việc gì để làm. Xuống núi để tìm việc làm, kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Để mấy hôm vài hôm nữa khỏe ra anh ạ. Hai mẹ con em vất vả nhiều, anh muốn kiếm tiền cho nhiều tiền trang trải cho gia đình mình. Anh không muốn hai mẹ con phải sống trên núi. Thế thì rau này em trồng ở bên bờ suối.
lên được suối. Tốt nhờ. Em trồng ở bên kia nó không tốt, không bây giờ em trồng ở bờ suối. Anh thấy anh cần bờ suối này, chỗ này tốt này, anh thấy làm vườn rau được này. Mai này hay là mình làm vườn rau dưới này đi. Ừ, mình đã làm ở đây thì em thấy chỗ này trồng cũng tốt mà. Chỗ này hai vợ chồng mình dành thì mình phát chỗ này mình làm vườn rau. Ừ, chỗ này đẹp lắm. Thôi vậy, em bê vào nhá. Em vào trước đi. Mẹ Han ơi, hai mẹ con ra ăn cơm đi. Đợi mấy hôm nữa chờ anh đỡ rồi mình sẽ đi phát chỗ kia làm rau nhé. À Han ngoan, để ba cho đùi gà nhé. Đây ạ, nào của con đây, của con đây, của con đây, nào. Của con đây, của con đây, của con đây. À. Ngoan nhờ. Ăn cơm đi. Này, của con đây mà, của con đây mà, của con đây mà. Để ba lấy cho con ăn nhé. Này. Ba lấy cho con ăn nhé. Ai ạ. Nhâm 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 nhâm. Ăn đi anh. Ăn đi em. Ăn ngon. Sợ nào. Con gà này ngon nha mình. Gà này ngon thật. Lâu lắm rồi anh không được ăn. Gà em luôn ngon thật. Ăn đi. Đi nghỉ nữa. Em xin rau đi. Đây, anh cũng cho em miếng rau này. Ăn ăn của ba thôi. Đợi chút rồi ba. Rồi con ăn với ba nữa. Bạn 2 tuổi đã đi học hết rồi, Han là mình sống được 2 tuổi rồi. Thôi thì năm nay mình cố gắng để năm sau mình cho Han đi học. Sẽ cố gắng vì tương lai Han. Ăn nhiều vào nhé con nhé. Rồi lớn nhanh còn đi học nữa. Han ngoan là để ba được chứ. Em ăn đi, để anh cho con ăn. Han có vẻ thích anh lắm nhỉ. Đang có quen ba luôn rồi. Han ngoan quá.
Con nói gì đây? Hả? Hả? Ăn đi, ăn đi. Nào. À, nào từ 2 của ta. Ồ, ồ. Cái gì được rồi. Ăn cơm đi con, ăn cơm đi, ăn cơm. Ăn đi con. À, nào, nào. À. À. Ôi ồ, con giỏi quá. Ăn cơm rồi. À. À, nào, ăn giỏi. Ô, giỏi quá. À. Nào, 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 ăn của ba ngồi ngoan, ăn của ba ngồi ngoan. À. À. Ôi giời ơi, giỏi quá, giỏi quá, giỏi quá. À. Ô, của ba ăn cơm à? Ô, mẹ ăn về rồi. Nào con yêu nào. Con yêu nào. Ê, để mẹ rửa tay mẹ cho con ăn. Ăn đi nữa đó. Con ngoan. Nào ngoan nhá. Mẹ cho ăn nào. Nào ô. Chân của anh đỡ thế nào chưa? À, chân của anh đỡ nhiều rồi. Bây giờ thì đi lại cũng dễ dàng hơn nhiều, không cần gậy trông con đi được. May là mấy hôm nay có em rất vợ luôn thuốc cho anh dựa chân về đỡ nhiều. Em cũng là 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 đỡ nhiều.
Thế bây giờ mình phải, anh phải nhờ ra nữa anh đi phát cái kia để mình làm vườn rau luôn. Cái kia anh thấy tốt nữa. Rồi thì giờ mình đi mua bó rau về mình trồng. Thôi, để anh làm đi, tao về cũng sắp vào mùa rồi. Chán về rồi á. Đi chơi à. Nào con. Không quá. Con này đi con nhé. Đang chân ở. Ngoan này, chị Hân ngoan này, thích nước thế cơ. Thích gì cơ ạ? Bạn bánh này. Bánh này. Mời lên. Đi nhìn mà. À, đánh quá. Đánh lắm rồi. Chị khẩu uống cho mau khỏi. Thuốc rồi em. Thuốc để em đổ cho. Con yêu chạy đâu ấy. Mẹ con ở nhà nhá. Ba đi phát chỗ kia mình làm vườn rau đó. Để em đi phát cùng anh. Thôi em ở nhà với con đi, anh đi phát được rồi. Thế anh phát tí thì anh gọi anh phát được đi. Có tí thôi mà anh phát. Đi sáng rồi. Rồi anh đi đây nhá.
hai mẹ con chúng ta làm việc à? Ăn nước cho tao một chút rồi. Anh ngồi đi. Anh đổ nước thôi. Đâu vất vả bằng hai mẹ con em được. Được qua qua. À, con cũng nói anh uống nước xong hai mẹ con về đi nhé. Cái này nhiều muối lắm. À, nhiều muối. Bạo luôn đã. Hai mẹ con cứ về để anh đi. Anh làm chút nước xong. Em về nấu cơm cho anh nhé. Ừ. Hai mẹ con về cẩn thận nhá. À, thật là hạnh phúc.
Thôi
Anh về rồi. Anh có xong chưa? Anh làm xong rồi. Mai là mình có thể trồng rau được rồi. Vất vả quá. Bay đi về thăm thương. Được. Anh ơi! Anh đi hàn cơm luôn. À. Anh vất vả rồi. Em mày hàn làm nhiều món thế. Em sợ anh vất vả. Anh ngon rồi. Nào con ngồi giữa đi. Con ngồi giữa đi. Đợi mẹ tí. Nào, bên. Đây, của mẹ Han đây. Bên từ từ nhá. À, tối nay chắc là mình bắt gà thôi, và sáng sớm mình dậy mang đi bán anh. Thế, được rồi, xong là mai mình mua luôn, mình gói rau về, mình tiện thể mình trồng luôn đi em nhỉ. Vâng. Bạn ăn cơm, cơm thôi. Ăn cơm thôi, ăn cơm thôi. Ăn cơm đi mẹ Han. Cơm đi Han. Đó. Cơm đi em. Ben đợi tí nhá. Đây thịt của Han mẹ để đây cho muộn. Cho em miếng thịt nhỉ. Đây anh ăn đi. À anh cảm ơn anh nhá. Làm vất vả. À, nào, anh nóng đấy. Của con đây. Nóng đấy. Lê. Ờ con bình tĩnh. Đây ba cho miếng. Ba cho miếng. Đây ba cho miếng thịt này, ba cho miếng thịt này. À nào con. Ăn đi. Ăn thịt đi con. Ăn thịt đi. Ăn thịt này. Ôi giời ơi. Này ba cho con miếng thịt này. Ăn đi con, đói đấy. À. Hôm nay nó không vui. Ăn đi em. À, ăn cơm xong chắc anh phải xuống phố lấy ít dơm nữa. Lấy dơm để đốt rồi vừa nữa. Ok. Anh cần đốt một tí. Ok. Xin cho hai mẹ con ở nhà anh đi nhá. Anh lôi là anh đi cẩn thận nhé. Anh đi sớm về sớm, anh ăn cơm xong. Em ăn no vào nhá. Anh đi còn lấy sức để đi lấy dơm nữa. Được rồi. Anh ăn lộn nè anh. Anh biết là anh khi ăn lộn là em làm nhiều lắm. Nó của em rồi. Anh nghĩ em được thôi em được lắm. Vâng đấy. Thế em ra về cây hướng giữa anh về rồi đấy. Hai ốm nữa nên là ăn được vào. Con nữa nha. Con nữa nha, Hằng nha. Con làm sao đây? Chắc là buồn ngủ anh ạ. Em rửa tay nó, anh cho nó vào ngủ nhé. Em cho nó ngủ đi. Em mẹ đi rửa tay con ạ. Yeah.
mẹ con ơi, ba về rồi đây. Anh về rồi. Ừ, anh về rồi. Anh lấy cũng đi xa lắm. Anh ơi, ba nhớ Hàn quá. Mẹ con ở nhà ngoan không con? Anh ơi, cái đi có xíu mà nhớ hai mẹ con quá trời à. Ôi, anh uống nước xong rồi anh đi làm luôn đấy. Thôi để anh làm nốt, mai mình cấy rau luôn. Ôi, mẹ con em ở nhà cũng được. Còn tí thôi mà anh làm xong rồi mà. Ăn nhà ngoan đỡ mẹ nhá. Ba đi làm xíu rồi ba về nhá. À, anh bắt được mà. Rồi, cho mẹ con ở nhà nhá. Ba đi làm đây. Bye.
ít nữa uống được xong cố làm cho xong.
Anh làm mãi mới xong. Nay làm lên đi làm cái ốc nhớ han suốt. Em bảo là tối nay bắt gà xong để sáng mai đi bán ở chợ ấy, chắc bố tí bắt anh này. Anh cứ đi tắm đi, anh đi tắm đi, em nấu cơm xong rồi đấy. Thế anh đi tắm trước nhé. Nào, ba thương cái nữa này. À, bye. ตัวนี้ไม่เนี่ยเห็นหน้าตากาเสร็จตัวหรือก้อนเนี่ยตาตัวให้ก็บอกกาตัวหรือก้อนกาตัวไอ้ตัวยุทธอินทร์ทำตัวก้อนนะเจ๋งๆยุทธจะทำตัวกูเนี่ยตัวจะสั่งมาเยอะแยะทำไอ้กาทำที่จะตัวไหนน่ะเอ๋แต่ตากาตัวยุทธรู้ไหมกาตัวไอ้ผู้เนี่ย ตัวยาลูนี่แต่ตัวก็น่าเลยเพราะฉะนั้นตัวรวยก็จะต้องใช้กวนหนาไอ้ที่ก็จะน่าตันนี่ลูน่ะยังตั้งเกี่ยวกับตันลูน่ะกาตัวยาตัวละ
nhà mà lúc này tôi nãy nên tự nhớ tôi đi luôn chú ấy luôn sao chú của ấy chỉ có thừa chú của ấy tự nhớ tới là có sự tuổi tuổi cô nè chú ta cũng một cái xe từ giờ trong chán là cũng rất sự khổ hay giờ thật chú cầm cái bộ bộ lịch chỉ sự cái bộ bộ này cái phục vụ cũng chú cầm xe này giờ chú cũng khổ một cái mua bao nhiêu cũng được. Hết chưa? Nếu mà ai vùi đi Ăn ngon. 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 Ăn ngon.
Cái gói chia thì thành 5 nhắm. Đúng mà nó có to không? Này, 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 này,